Xin chào toàn thể các bạn. Hôm nay mình sẽ tiến hành review cái sản phẩm Dark nghe nhạc Topping D30 luôn. Thì các bạn nhìn thấy trên video ấy, đây là các thiết bị mình đang sử dụng, đó là một cái đầu Haemlia Q10 Pro đã gắn sẵn kiểu cứng 2000 CD nhạc lossless rồi. Bên cạnh đó là cái Dark Topping D30 ở bên cạnh ấy. Các bạn có thể nhìn thấy ở trên màn hình cái đầu Q10 đang chạy dây, và bên cạnh cái cục trắng trắng là Dark Topping D30 nhé. Phía dưới là mình sử dụng cái âm ly đèn Trung Quốc giá rẻ thôi, nhưng mà kiểu dáng mình thấy rất là đẹp và cho ra chất âm cũng tương đối hay. Đó, và cặp loa mình sử dụng vẫn là cặp Bookshelf OneFaded Dynamon 10.2. Thì mình sẽ mở một đoạn nhạc cho anh em sẽ nghe thử trước nhé. Cái âm ly đèn thì nó nghe nhạc nó nhẹ nhàng, nó không như âm ly bán dẫn. Đây mình sẽ mở một đoạn này. Đây 2000 CD nhạc nhé, các bạn có thể nhìn thấy chữ 70 sược 2046 kìa, có nghĩa là CD số 70 trên 2046 CD. Đó. Để thử xem nào. Xem có ta có album nó hay thì mở luôn. Thử nghe Như Quỳnh nè, Như Quỳnh 3 này. Chuyện anh cứ hẹn. Thôi nghe bài anh cứ hẹn này. Mình cho nhỏ nhạc để mình giới thiệu các thiết bị nhé. Đầu tiên các bạn có thể thấy con Haemlia Q10 Pro đây. Đấy, con này nó dùng để chơi nhạc lossless thì tuyệt vời luôn. Và đặc biệt các bạn nhé, dòng Haemlia là nó cho xuất âm qua cổng USB này, nên là nó kết hợp với DAC rất là tuyệt vời. Đây mình đang sử dụng cái dây USB DAC Canadair nối thẳng sang con DAC Topping D30 này. Đó, ok chưa? Không dùng cổng quang các bạn nhé, tại vì nhà cổng quang nó chỉ cho truyền tần số lấy mẫu lên tối đa 96 kHz thôi, còn cổng USB nó cho truyền tối đa luôn là 192 kHz, hoặc là chơi DSD qua cổng USB đều được. Đây mình sẽ mở cái ổ cứng này ra bạn xem, trong này là đang có cái ổ cứng 2000 CD của mình, shop mình bán luôn nên anh em mua đồ ở shop mình là thoải mái dùng thôi. Đấy, ổ cứng 2000 CD nhạc lossless luôn. Ổ cứng Seagate bảo hành 24 tháng lỗi 1 đổi 1 luôn. Ok chưa? Đó, đây cái Haemlia Q10 Pro nó là đầu bảng ở trong các cái dòng TV box trên thị trường Việt Nam rồi. Vỏ nhôm xước sang trọng. Đó, ok chưa? Còn đây là cái DAC Topping D30 các bạn nhé. Đó, mình đang chọn đầu vào cổng chơi là cổng USB đấy. Đó, hỗ trợ nhạc DSD này. Đó, có biểu tượng Hi-Res Audio của Nhật Bản này, vỏ nhôm xước ra sang trọng. Đây, đây khu vực nguồn đầu vào đây, mình đang cắm đầu vào cổng USB nhé, USB đây.
24 bit 192 kHz này. Đó, đầu ra là lốc mình đang dùng dây Manter chống nhiễu. Ok chưa? Đây, còn đây là cái âm ly mình sử dụng nhé. Âm ly đèn NX1 của Trung Quốc thôi. Nhưng mà thật sự là nó cho ra chất âm khá là nhẹ nhàng và mượt mà đấy các bạn. Đó, mình thì không quan trọng lắm về cái thương hiệu lắm. Quan trọng là cái trải nghiệm thôi. Mình cảm thấy hay là được, nhưng mà mình không quan trọng lắm cái phần thương hiệu các thiết bị. Để mình thử tắt đèn đi cho bạn xem nó sáng như nào nhá. Đây là quay trong buổi tối đấy, các bạn nhìn thấy âm ly đèn đẹp không? Nghe rất nhẹ nhàng. Nghe nhạc trong đêm luôn. Đã quay sáng đèn đi. Mình sẽ quay cái âm ly rõ hơn nhé. Đây. Âm ly đèn NX1. Cái âm ly này được thiết kế để tối ưu cho cái tai nghe nhé. Đó. Hi-Fi Headphone Omnifer. Nhưng mà nó vẫn có thể đánh ra loa được. Nó thiết kế cầu loa rất là sang trọng luôn. Công suất chỉ 4W thôi, nhưng mà đánh ra loa Buxell này qua công nhận là thật sự là rất là hay đấy. Ở dưới là cái âm ly bán dẫn nhá. Bình thường bạn chỉ cần vặn đến lúc mức 10 giờ thôi là nó to lắm rồi. Nhưng mà riêng với âm ly đèn thì các bạn phải vặn đến mức 12 đến 15 15 giờ thì mới bằng mức 10 giờ được. Đó. Tại vì âm ly đèn nó cho ra công suất rất là thấp. Đây là video review cách thức hoạt động của cái Dark Topping D30 kèm cái âm ly đèn NX1 luôn đi. Nghe rất nhẹ nhàng luôn. Đây, Dark Topping D30 đây. Combo Q10 Pro. Thì bây giờ cái xu hướng người ta chơi chơi nhạc số là chủ yếu rồi các bạn ạ. Đó. Không tốn tiền mua đĩa là thứ nhất này. Thứ hai là chuyển bài như theo ý thích luôn. Và chỉ cần mua kèm cái ổ cứng 2000 CD của mình là các bạn sẽ thoải mái chơi rồi. Không phải mua thêm bất kể cái gì nữa cả. Chuyển bài nhé. Đây mình chuyển bài. Một cái điều đơn giản trên cái Q10 Pro nhưng mà rất khó khăn đối với những người dùng CD. Đó. CD làm sao mà chọn được nhiều album một lúc như này. Là phải cất công đi thay đĩa. Để xem này. Trường Vũ là nghe Trường Vũ là gặp nhau làm chi rồi. Nghe bài chưa? Rừng
sao làm nên khói rừng rằng núi cỏ quên. Nghe rất là giao diết phải không các bạn? Tóc mây thơm mùi cỏ đưa anh. Nhất là những dòng nhạc vàng trước 75 và cái đạp bêm lê đèn để nghe tuyệt vời luôn. Ok, mình xin dừng video review Dark Topping T50 và cái âm ly đèn NX1 tại đây. Bạn nào có nhu cầu mua hàng thì liên hệ với mình theo số điện thoại trên website hoặc là comment lại bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Và nhớ like và subscribe kênh của mình nhé. Cảm ơn các bạn.